Trung tướng Nguyễn Giang Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thay mặt đoàn công tác trung tướng nguyễn văn gấu gửi lời tri ân sâu sắc đến mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị nhung chúc mẹ luôn mạnh khỏe là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi theo đây là một trong các hoạt động nhằm tri ân đối với các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn để đơn đáp nghĩa của cán bộ chiến sĩ toàn quân là tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ đối với thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc